Chắc là không có ai vào cửa hàng tiện lợi mà ăn nhiều như mình đâu nhỉ. Thôi được, hôm nay mình quyết tâm ăn sập cửa hàng tiện lợi luôn. Thường thì mình không hay ăn ở trong này, nhưng một khi đã ăn là mình sẽ mua liền một đống đồ ra để thử một lần cho biết nha. Được một điểm là hôm nay cửa hàng tiện lợi có rất đầy đủ đồ ăn liền, mà càng cái nào lạ lạ thì mình lại càng thích nha. Phải mua cho bằng được, bao nhiêu bữa qua người ta ăn mà giờ mình mới chịu chạy ra thử. Mình chắc chắn một điều là không có ai vào đây mà mua nhiều đồ ăn thế này luôn á. Thật sự là bày ra rồi mình nhìn thấy nó giống một mâm cỗ đấy. Mình sẽ bắt đầu với món mì đen. So với mức giá thì mình đánh giá món này ở mức ổn nha. Nó rất là tiện lợi nữa. Tiếp theo là cơm xào thịt chê giúp kiểu Hàn. Nhưng mình ăn sốt thì thấy lạ lắm, không phải vị Hàn mà mình thường được ăn. Một hộp cơm trộn bibimbap trông hơi buồn một xíu. So với hộp cơm vừa rồi thì mình thích hộp này hơn. Kimbap là món mình cực kỳ ít thấy ở cửa hàng tiện lợi. Chắc bữa nay may mắn nên mình mua được hộp duy nhất còn lại ở cửa hàng. Mọi người đã ăn thử đùi gà nướng chưa? Mình thấy cũng khá ngon á. Gà thì không bị bã và gia vị đậm nữa. Trông cái màu cũng bắt mắt quá ha. Nói đây là cái đùi gà thì mọi người thấy nó lạ không? Nhưng mình lại không quá ấn tượng với món này. Nhiều lần mình chê sandwich cửa hàng tiện lợi vì nhân của nó quá ít, nhưng rồi mình vẫn mua. Nghe đến từ chả cá là mình phải mua liền nha. Loại này thì mình cũng mới thấy thôi. Nhưng mình nhờ anh chị nhân viên hâm nóng thì mọi người lại bảo là không cần. Khi ăn thì đúng thật vì chả cá nó lạnh nên hơi bị tanh xíu. Cho tráng miệng thì mình có sandwich kẹp kem và hoa quả. Khi ăn mình thấy refreshing vì nãy giờ ăn quá trời món mặn rồi. Đợt này mình bị đam mê